Sau hơn 10 ngày thử nghiệm, chốt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Quang Trung với đường Lý Thái Tổ thuộc địa bàn phường Hưng Phú, quận Cái Răng đã chính thức đưa vào vận hành. Tuyến đường Quang Trung là một trong những tuyến đường chính vào trung tâm thành phố Cần Thơ, đặc biệt sau khi cầu Quang Trung Đơn Nguyên 2 đưa vào khai thác. Lưu lượng phương tiện lưu thông ngày càng tăng lên đáng kể, dẫn đến tình trạng mất an toàn cũng như xung đột giao thông tại điểm giao cắt giữa các tuyến đường của khu dân cư Hưng Phú, đặc biệt là tại nút giao giữa đường Quang Trung với đường Lý Thái Tổ. Công trình hệ thống đèn tín hiệu giao thông với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ 100 triệu đồng hoàn thành nhằm khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông tại nút giao. Hơn 10 ngày nay, việc lưu thông của người và phương tiện đã được thuận lợi và an toàn hơn so với trước. Tuy nhiên, theo Ban An toàn giao thông thành phố, người tham gia giao thông cần phải tuân thủ tuyệt đối tín hiệu đèn, chú ý quan sát, giảm tốc độ khi lưu thông qua nút giao này.